Như bạn đều biết là từ vựng là phần thiết yếu nhất, quan trọng nhất trong việc học bất cứ một ngôn ngữ nào. Bạn có thể kém về ngữ pháp hoặc phát âm, nhưng nếu bạn biết nhiều từ vựng thì bạn vẫn có thể giao tiếp với người bản ngữ được. Thì trong video này mình sẽ giới thiệu các bạn một cuốn sách về cách học từ vựng tiếng Anh hay nhất từ trước đến nay mà mình tìm thấy được, và đặc biệt là những người mới bắt đầu học tiếng Anh. Thì bình thường hầu hết chúng ta đều học từ mới theo cách là chúng ta viết một danh sách các cái từ tiếng Anh, bên cạnh đó là nghĩa tiếng Việt. Nhưng với cách học này thì hầu như chúng ta đều quên hết sau vài ngày, nó không hiệu quả chút nào. Và sau đây mình sẽ giới thiệu bạn cuốn sách, đó là 4.000 từ vựng tiếng Anh thiết yếu. Và với cuốn sách này thì các bạn sẽ được học từ mới một cách hiệu quả rất là nhiều. Mỗi bài học là danh sách các cái từ vựng phổ biến được sử dụng trong giao tiếp hàng ngày. Đặc biệt là bên cạnh mỗi một từ mới thì đều có một hình ảnh minh họa giúp chúng ta dễ nhớ hơn này. Bên cạnh đó có phiên âm, chúng ta phát âm dễ dàng hơn. Có từ loại, là từ đó thuộc loại từ gì, danh từ, tính từ, động từ, vân. Và có nghĩa tiếng Việt này, đặc biệt là có cả phần giải thích bằng tiếng Anh và thêm một câu ví dụ minh họa cụ thể nữa, rất là hay ạ. Và cuối mỗi bài học thì gồm rất là nhiều bài tập thực hành và giúp cho người học ghi nhớ từ mới tốt hơn, hiệu quả hơn. Có hai điều đặc biệt ở cuốn sách này mà mình không tìm thấy ở các cuốn sách học từ vựng khác, đó là thứ nhất là với mỗi một từ và một câu tiếng Anh thì đều có những cái phần giọng đọc của người bản ngữ giúp cho bạn học phát âm chuẩn hơn, luyện nghe và đồng thời luyện nói luôn. Đó. Hunt. To hunt is to look for or search for an animal to kill. Long ago, people hunted with bows and arrows. Lot. A lot means a large number or amount of people, animals, things, etc. There are a lot of apples in the basket. Middle. The middle of something is the center or halfway point. The Canadian flag has a maple leaf in the middle of it. Thứ hai là ở cuối mỗi bài học thì đều có một câu chuyện. Câu chuyện này thì là sử dụng tất cả các cái từ mới mà bạn vừa học, giúp cho bạn liên tưởng và liên kết các cái từ vựng vào ngữ cảnh thực tế. Cái việc này thì giúp chúng ta nhớ ghi nhớ từ vựng rất là tốt. The lion and the rabbit. A cruel lion lived in the forest. Every day he killed and ate a lot of animals. The other animals were afraid the lion would kill them all. The animals told the lion, "Let's make a deal. If you promise to eat only one animal each day, then one of us will come to you every day. Then you don't have to hunt and kill us." Và vừa rồi mình đã giới thiệu về cuốn sách 4.000 từ vựng tiếng Anh thiết yếu. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn muốn mua cuốn sách này, các bạn hãy click link bên dưới. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ.